kính quạt gió. Em phải dỡ cái dỡ đồ cái đèn đỏ lên á. Thay cái đèn đỏ trong cái con á. Gió dày ghê nè. Mấy chục mét. Cái này từ trụ điện này đến trụ điện kia quá. Hôm nay chắc 50 quá. Được mấy cánh này không? Mấy cái luôn mà. Cánh máy bay đâu có dày vậy như thế. Nó tính ra là ba trụ điện, ba khoảng cách, hai khoảng cách ba trụ điện. Chắc phải 50 mét. Sáu chục đó, từ đầu đến đuôi là 60 mét. Thank you.